Hello, vợ chồng mấy anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ trả lời luôn một số anh em là hỏi mình là có quay về cây súng SKL mới không ấy. Thì mình sẽ không quay anh em ạ. Đã xem qua skin cái đấy rồi, nó cũng bình thường, không đến nỗi đẹp. Bắt ông này trước này, chạy đi đâu đấy bạn? Gạt luôn. Hay là để hôm nay mình sẽ bắn luôn SKL đi, tại vì ác này mình đã có skin cây SKL gai tà ác ấy. Cái đấy thì mình cũng đã nâng lên 6 rồi và dự định là sắp tới có lẽ là mình sẽ nâng max anh em ạ. Cho nên là mình sẽ không quay cây súng skin mới anh em nha. Bắn nhau trước mặt rất là đông, từ từ đã. À, có tên đang còn lấp la lấp ló ngay chỗ cửa tầng 2 kìa. À, bên kia vẫn đang bắn nhau à? Trời ơi, thấy một tên đang ngồi làm gì đây? Ngồi. Đấy, sơ hở là bị bắn ngay. Ui rồi ôi, tí đã ăn bom chết anh em ạ. Mẹ, đi qua hàng loạt bạn. Trời ơi, con bom lửa này. Có một tên nó đang ngay dưới chân mình này. Đang ốp bom này. Rồi, kia rồi, mình thấy rồi này. Đứng sau tường. Đây, né ra bên ngoài đã, không ăn bom chết đấy anh em. Để mình bắt cái tên sau lưng trước. Đúng rồi, úi giời ơi, spa mà bạn. Ăn bom bạn chết rồi. Đứng góc đấy chỉ có ăn bom thôi. Chạy lên đây. Đấy, biết ngay mà, nốc luôn. Này thì công mà bạn. Để xuống đổi qua cây M4 đã. Đây rồi, mình đã có cây SKL đấy rồi anh em ạ. Đấy, trận này mình sẽ bắn SKL nha. Bên kia vẫn đang bắn nhau. À đây, mình thấy một tên rồi này. Ngồi đấy kê à. Gạt luôn. Rồi, ngon. À, tới chân áp sát gần nhà mình rồi anh em ạ. Đây, ngay bên ngoài đúng không? Đẩy ra chơi luôn. Chơi húng liều luôn này, yếu máu kìa. À, né. Né đi đâu hả bạn? Rồi. Bò về đấy à. Đây rồi, đây rồi. Tiếng móc neo phía bên phải anh em ạ. Thanh niên vừa phi lên trên tầng 2 hay sao ấy. Để mình thử quăng quả bom vào xem nào. Có đúng một ông này thôi. Nếu mình nghe không nhầm thì đứng ngay sau biển quảng cáo ấy. Thôi chuồn luôn anh em ơi. Đứng đấy sợ nó ốp bom lại. Đó, mình biết mà. Thêm quả nữa rồi mình sẽ áp sát luôn nha. Ôi. À, đứng bên này rồi anh em ơi. Tí chết. Rồi, lần này thì bạn ăn bom bạn chết chắc rồi. Chết không? Yếu chắc rồi anh em ơi. Còn một quả cuối cùng này. À, quả này không đốc nữa thì mình công luôn. Ui dồi ôi, vẫn né được à? Ông này sống dai thật. Rồi, tiếp cận. Này thì quăng lửa bạn. Lần này thì chưa chết này. Rồi, clear rồi sao ấy? Ủa, còn tướng chân. Bắt hai người đây. Người à? À, người anh em ơi. Thanh niên bom mem vào đây. Làm cái gì mà tạch tạch đây? Để nhầm chế độ single bạn. Mình đẩy luôn nha. Còn đỡ gây máu này. Chết đi bạn ơi. Ông Việt Nam không biết là từ đâu lại vào đây này. À, đây đây đây. Bắn nhau ngay dưới khu nhà này luôn. Thấy con xe máy là mình đã nghi nghi rồi. Hai tên. Một thanh niên đẩy ra. Còn tên này nữa. Nào tính làm gì? Ui giời, clear luôn rồi anh em ạ. Team này hết mất hồi sinh rồi. À, đây rồi. Chạy ra đây hả bạn? Thanh niên đạp xe ra đây anh em ạ. Để mình dí thế này luôn. Bắn cái gì đây? Ủa? Làm cái gì vậy trời? Đứng góc này không biết bắn ai anh em ạ. Không biết là có đồng đội không nhở? Vẫn đang nốc mà. Có xe trong này. Ui rồi ngồi kê kìa. Đây, mình dừng đây luôn. Yếu chưa? Rồi, à, bạn với ông đi xe đạp này. Hình như là team Philippines. Ông kia cũng cờ cờ Philippines mà. Có con xe đậu ngay chỗ nhà kho này. Không biết là khu đi học bộ này có người không ta? Nhờ cờ ly hay sao anh em? Thấy yên ắng lắm. À, trên đồi nó dốc kìa. Rồi, mình thấy có người rồi. Ui. À, sấy mình luôn à. Chưa kịp tiếp cận thì team này đã thấy mình rồi anh em ạ. Đây này, đang ngó này. Ui, yếu kìa. Hai tên. Không biết là ngó ngó này có ốp hay là có AMR không nữa nên là mình cẩn thận. Nãy có trận cũng chết vì chủ quan vì có thanh niên cầm cây AMR ấy. Nó bục một phát vào đầu thế là mình mất top luôn. Giờ phải cẩn thận anh em ạ. Đấy, đang ngó ngó nghiêng nghiêng. Chạy à? Rất là yếu kìa.
Ôi sau lưng à? À, nãy thấy con xe là mình cũng đã nghi rồi mà. Mà nãy mình lướt qua thì không thấy cái động tĩnh gì anh em ạ. Rồi để mình công vào mình chơi team này luôn. Bọn này nó cũng IQ thật, nó ngồi im đến khi nào mình không không để ý, kiểu bị mất cảnh giác ấy là nó bắn. Đây, có tên phi đến nóc nhà mình này. Nóc nhà mình kia cũng có luôn. Thế là có hai tên ở trên nóc nhà rồi. Đây, mình thử nhảy lên mình bắn xem có được không. Ui rồi ôi, không đốc được cái tên kia kìa. Châm máu luôn anh em ạ. Rồi, để mình cho quả pha lê nổ này. Đốc chắc luôn này. Khéo chết cả hai này. Ô, không chết ông nào luôn á. Vô lý vậy. Ôi. Trời ơi, một tên đứng ngay nhà kho luôn này. Đã phi qua bên này rồi cơ à, nhanh thế. Đây, một tên nó đứng ngay bên trong nhà hay sao ấy. Núp chỗ nào ta? Ui. Trời ơi. Ngồi ngay đây. À, thế là còn tên nữa. Bọn này ba tên anh em ạ. Một tên đang đang kê ngay sau ấy. Mình cho quả ớt nhầm, quả lửa đâu. Đây, cho quả lửa vào là tên này phải lùi lại này. À công luôn à. Chiến thế nhở. Rồi, đứng ngay chỗ này kê cầu thang đúng không? Mình quăng lửa hết lên luôn, đốt nhà luôn anh em ạ. À, xuống dưới tầng 1 này. Rồi rồi, làm gì, đẩy ra luôn đúng không? Đẩy ra đây bạn, rồi, clear luôn team này. Úi rồi ôi, đây rồi. Bọn này đứng ngay đây. À. Úi thôi xong rồi. Vỡ mất lốp rồi anh em ạ. Thôi thôi, mình nghĩ là mình chuột vào bo luôn đi. Tính quay lại rồi mà nó lại bắn hư mất lốp rồi. Mà xe này cũng gần nổ nữa chứ. Ôi có người trước mặt mình luôn kìa. À thế thì đủ luôn rồi anh em ạ. Hai tên trước mặt với lại hai tên sau lưng. Rồi rồi rồi, đứng đây mình canh cái bọn sau lưng trước. Bọn này ao bo này. Đây đúng không, chạy kìa. Hơi xa. Nhảy kìa, nhảy ưới rồi. Kìa, yếu dã man rồi kìa. Tiếc là không đốc được, đen thế nhở. Đây, để mình lên trên góc cao này mình đứng đi. Rồi, góc này đẹp anh em ạ. Bò chỗ mình luôn anh em ơi. Rồi, một ông bị ao bo này, mình gạt luôn. Lấy kill. Này thì khều này, đứng ngoài bo mà khều à. Còn tên kia nữa đâu nhở. Bọn kia, phải bắn bọn kia hơn mà nó đẩy lên chỗ mình. Đấy, spam vậy thôi, cho nó giữ chân ở đấy. À, đây rồi, thanh niên nằm anh em ạ. Đâu rồi, vừa thấy cái đầu lên đen đen. Nằm đấy thì bạn chết rồi. À, bò, bò này, bò lại đây này. Ủa, đâu rồi ta? Ô. Ủa, sao nó bò nhanh thế? Ơ. Ô, trời ơi, thì ra con pet của mình anh em ạ. Vai, cái trường. Là mình cứ đè con pet mình bắn chứ. Đây, cái tên còn lại. Nó đứng ở đây. Ui, tôi... Lại ngu rồi, nghe nó cầm ốp rồi mà còn ngó ra khều nó chứ. Cày thế nhở. Đây rồi, có súng luôn. Rồi, có một team đáp ngay ở dưới này. Một tên bên trái nữa. Ui, đang lút à. Lút làm gì bạn ơi, quá muộn rồi. Nãy mình nghe có tiếng nó dùng bắn chật. Rồi, nhìn kiểu bất lực này chắc là chỉ có hai ông vào đây thôi. Còn ông kia chắc là lấy bắn chật chạy đi hồi sinh rồi. Bắt à? Ơ sao giống người thế? Hình như là người anh em ơi. À, có tên lại lút ở ngoài kia. Rồi, hình như là cùng team luôn anh em ạ. À. Team Việt Nam luôn này. Còn một ông nữa. Kia đúng không? Hình như con bot, không phải người. Chạy à bạn? Chạy đi đâu? Bạn chết rồi. Bạn chết rồi. Ơ, team là team khác à? Cơ đây là cơ Lào phải không ta? Ơ, nhưng mà... Từ từ. Không biết ông này là nước ngoài hay là Việt Nam nữa? Nếu mà cờ Lào Mon 2K này mình nghĩ chắc là Việt Nam nhưng mà để cờ như này thôi. Thế thì dễ là ông này hồi sinh đồng đội rồi anh em ạ. Rồi mình cứ sờ bóc ra cho chắc ăn. Úi dồi ôi, bắn nhau rồi anh em ơi. Hai team luôn rồi. Lên luôn. À, có tên dùng dù lượn đang tính tẩu thoát à? Hay để mình ra mình bắn chim tên này nhở? Rồi, đây dừng đây mình bắn được này. Ố, hạ cánh rồi. Thế để mình dí ra luôn. Chạy đâu, thanh niên tính chạy à? Rồi, bạn chết rồi. Úi, mày còn móc neo cũng chết rồi. Úi rồi, thôi xong rồi, quá trớn. Ok. Rồi sao, xuống dưới nước luôn rồi. Trời đất ơi. Mình phải bò lên nhanh chứ không đứng dưới này bạn nó mà tới là vỡ mồm đấy. Lên nhanh mới được. Kìa, nó đang ngó ra.
thanh niên này lại ngó ra để đọc vị trí cho đồng đội rồi anh em ạ. Lên nhanh không là toang. Rồi. Vẫn chưa thấy ai công vào mà. Có cái tên đốc này nó bỏ đầu nhanh thế nhở. Ủa. Thôi xong rồi lại xuống dưới. Đùa. Để mình tiếp cận luôn anh em ạ. À vừa thấy ngó. Đây rồi. Ngó trên nóc nhà này. Rồi đẩy luôn. Nóc một là đẩy. Không biết là trên nóc tháp kia có ai không nhở. Mình lên trên nóc này mình đứng đi. À đây có một tên đẩy xuống rồi này. Gạt tên này trước đã. Ui rồi. Nhảy lên đây bạn. Rồi. Không biết còn nữa không ta. Hình như là có hai tên thôi sao nhỉ. Nó xuống dưới hết rồi anh em ạ. Chứ ở trên kia mà có nó đã bắn mình rồi. Tiếng súng ngay khu khu hồi sinh này. À mình nghe như kiểu nó xa hơn. Ở bên ngoài hay sao ấy. Đây mình cứ dừng đây đã. Có tên vừa được hồi sinh luôn. Đứng trên này mình quan sát. Ô có tiếng chân gần nữa anh em ạ. À thấy một tên rồi này. Chạy kìa chạy kìa. Nào đứng im đi bạn. Ô nó chạy lên trên tháp à. À mấy tên này. Ui hai tên. Có tên đang nóc này. Mình xin. Còn tên này nữa. Đang bò à. Ui rồi ông nội kia ông ấy đẩy lên. Ông ấy đẩy lên bị tên này nó hốt luôn rồi anh em ạ. Thế là mình gạt được một thì cũng được. Đây rồi cái tên dưới kia nó lấy xe. Tính chạy à. Chạy đi đâu hả bạn. Rồi vẫn nốc. Phá xe luôn này. Mình nghĩ chắc là cũng chả ai cứu được ông kia đâu. Còn cái tên ở trên chỗ tháp bên kia nữa. Không biết là xuống chưa. À nhảy xuống anh em ơi. Úi giời tường nhảy nốc. Có móc neo. Hình như tên này đang tính chạy lại để cứu bạn hay sao ấy. Kìa lên xe rồi. Nào tính làm gì nào. Ô chạy luôn à. Bỏ bạn luôn à. Ôi mình nghĩ chắc là chả ai cứu được ông này đâu. Để mình lấy xe mình dí cái tên UAT kia luôn nha. Nó chạy qua bên hướng bên kia. Đây, hướng trước mặt mình để mình qua bên này là mình đón được. Bò này thì chắc là cũng không vòng xa được đâu mà. À, đây rồi, biết ngay mà. Tính đi đường vòng hả bạn? Giời ơi, bắt bài rồi, cấy mai luôn. Rồi, ô, thế là tên kia team khác anh em ạ. Rồi, xong. Nó cứu được rồi sao ấy, nãy giờ chưa hiện kill luôn mà. Thôi kệ đi, mình bảo bò trước. Rồi, bò này đi thuyền cho chắc ăn. Mình nghĩ là cái cầu ở chỗ phía quân sự kia là cực kỳ đông người cam nhau ấy. Bây giờ mình sẽ phi lên trước mặt rồi mình sẽ tiếp cận cầu, mình canh. Ô, tướng thuyền ở đâu ấy? Ô kìa, đấy, có tên nào đi thuyền này? Đi đâu đây hả bạn? Nó vẫn nóc à? Nguy hiểm thế nhở? Rồi, mình cứ vào đây trước. Úi giời ơi. À, có người trước mặt luôn. Rồi, nó lặn luôn rồi anh em ạ. Rồi, bạn chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu? Rồi, clear luôn. Đấy, có xe luôn mà. Ui, bên ngoài cũng có một con nữa kìa. Ui, trước mặt đông thế. Hai team luôn anh em ơi. Ui, giời, bắn nhau rồi. Mình xin, có tên đang nóc. Gạt luôn anh em ơi. Ngon. Ui, rồi lắc làm cái gì nữa bạn ơi. Lắc làm cái gì. Đúng rồi cứ bắn đi kìa. Rồi chưa kịp gạt. À thấy cái tên ở dưới rồi. Húp luôn anh em ạ. Clear luôn rồi này. Còn team trong nhà nữa. Hình như là có một tên team trong nhà. Nó bị team Trung Quốc nốc anh em ạ. Đây rồi sờ móc xong rồi chạy ra này. Định cứu cái tên trong nhà vệ sinh đây mà. Rồi. Chạy đi đâu. Nốc luôn rồi anh em ơi. Đẩy vào luôn. Team này đang bị nốc hai. Nếu như mình đoán không nhầm. Hay là mình vào mình. Ôi không được. Đang tính vào check để gạt lấy kill mà có một tên đứng ở trong nhà bắn ra nữa rồi kìa. Đây đang đứng kê ngay sau tường này. Ô chạy vào luôn à. Tính chạy ra phía sau đúng không. Mình sẽ vào phía sau luôn. Nếu không nhầm thì team này còn một thôi. Ui rồi. Thanh niên chạy đúng vào đầu xe mình anh em ạ. Rồi lia luôn rồi. Đây để mình lên trên này. À thấy có một tên chạy phía xa nữa kìa. Đây rồi. Ui, trúng luôn này anh em. Ui, hai tên luôn à.
Rồi, mỗi tên một viên. Tên kia yếu kìa. À, ba tên anh em ạ. Hòn đá một tên nữa. Vậy là team này có ba tên bên ngoài rồi, còn một tên nữa đâu nhỉ? Dễ là tên lẻ sau lưng. Mình cứ chặn lại phía sau. Đấy, ngó này. Chết rồi, chỗ mình lại bị ao bo mới đen chứ. Giờ bọn này đang tính nó đẩy lên để nó chiếm bo, nó canh mình rồi anh em ạ. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Phải lấy con xe này mới được. Sờ mốc ra đã. Thôi, thôi. Ê, nó phá luôn lốp xe rồi. Mình quăng hết bom lại sờ mốc lên chỗ nó luôn. Đấy. Cho quả bom gọi là cực đại này. Quả lửa cực đại luôn. Quăng hết lên để cho gọi là bọn này nó bị yếu tâm lý ấy. Ui. Sấy kinh thế. Sấy xuyên sờ mốc luôn à. Thôi toang rồi, bò khép vào rồi anh em ạ. Không có nhiều thời gian để chuẩn bị rồi. Mình có một tên nó tiếp cận cái gốc cây này. Kìa. Phải ốp bom nốc tên này thì mới đẩy vào được bo. Chết rồi. À, hai tên vào một chỗ à. Nốc được cả hai thì ngon này. Ôi. Nốc hai rồi anh em ạ. Như bọn này team đủ 4 đấy sao ấy mà. Đây, 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 đây. Lên luôn. Rồi ôi. Đúng luôn rồi anh em ạ. Hiếu máu đã, hiếu máu đã. Còn hai tên trước mặt thôi. Thế nào, quả này mà cân được team này thì đúng ngon luôn này. Úi rồi, ui, ok kìa, đèn thế, quả bị dính bom lửa mở cốp nó bị lệch luôn. Từ từ để mình lùi ra sau mình hiêu máu đã, đừng đấy nó ốp bom mình chết đấy. Hiêu được quả máu này là có cơ hội cân được hai tên. Còn chưa kịp nói hết câu thì ăn ngay quả bom chết luôn anh em, đen thật. Mẹ của đấy hiểu được máu nữa thì thôi là ngon rồi đấy, cân được hai tên cuối luôn rồi đấy.